Tiếp theo mình sẽ nói về những cái lệnh ghi kích thước theo tọa độ theo phương song song. Đầu tiên mình sẽ chọn lệnh parallel coordinate. Tiếp theo bạn sẽ chọn phải chọn một cái sau đó bạn phải chọn một cái điểm để xác định hướng để mình ghi kích thước. Ví dụ như trong trường hợp này mình chọn theo cái điểm này rồi, đây là cái chuẩn. Thì tiếp theo những cái điểm khác khi bạn ghi kích thước thì nó cũng sẽ ghi theo cái phương đó.